Xin chào khán giả của kênh Hậu Trường Bóng Đá. Hôm nay là ngày 29 tháng 1, tức ngày 27 Tết. Trong không khí rộn ràng đón Tết âm lịch như này thì phóng viên chúng tôi vẫn tiếp tục với công việc là đưa tin những hình ảnh về trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc. Và lúc này tôi đang có mặt trước đây là sân vận động Mỹ Đình này. Đó, mà các bạn nhìn vào mắt kính của tôi thì có thể thấy là trời đang khá là mưa. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem, cũng phải lâu rồi, chúng ta sẽ xem cái sự chuẩn bị của sân Mỹ Đình cho trận đấu vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần sắp tới sẽ như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ xem qua những hàng ghế ngồi, những hàng ghế được phân cho các khán giả cũng như là các khu vực quan chức. Đây là khu vực khán đài A. Đây là khu vực khán đài A. Và vẫn như thường lệ thì những chiếc ghế sẽ được đánh dấu, khán giả sẽ phải ngồi giãn cách để bảo đảm sự an toàn. Trận đấu vào ngày mùng 1 Tết sắp tới giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ đón khán giả vào sân. Và trong ngày đầu tiên của năm mới chắc chắn là ban tổ chức muốn bảo đảm cho các cổ động viên có được một cái không khí xem bóng đá sôi động nhưng cũng phải cho sự an toàn. Đây là những cái lớp mặt được trải ở khu vực dành cho các quan chức, khu vực ghế VIP. Vì trời mưa nên là những tấm bạt này sẽ đính che để có thể là bảo vệ tối đa cho những chiếc ghế này. Khu vực của ghế VIP cũng như là khu vực quan chức ngồi đã được sơn sửa lại và các bạn thấy là một màu đỏ nhìn rất là đẹp. Những người thợ cũng đang hoàn tất những khâu cuối cùng để rải những tấm cỏ bên ngoài đường bít. Và đây là mặt cỏ sân Mỹ Đình, sân khấu chính của trận đấu vào ngày mùng 1 Tết sắp tới. Các bạn thấy là kể từ là gần nhất mà sân Mỹ Đình tổ chức một trận đấu là vào tháng 11 năm 2021, trận đấu của tuyển Việt Nam với Ả Rập Xê Út, thì ban tổ chức sân Mỹ Đình đã có thêm thời gian để có thể cải tạo tốt hơn mặt cỏ để phục vụ cho trận đấu này. Và các bạn thấy là chất lượng mặt cỏ ở đây đã phản ánh lên được cái quá trình chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức sân Mỹ Đình. Nói chung thì mình là một người rất thích ăn thịt kho tàu và vào mùa đông này thì có một nồi kho tàu ngon thì còn gì bằng nữa các bạn. Hôm nay thì Hà Nội trở rét mà lại còn mưa nữa nên chúng ta có thể thấy là hạt cỏ cảm tưởng như là có một lớp băng được phủ trắng vậy. Chúng ta sẽ chờ xem là khi nắng lên, khi có ánh nắng thì mặt cỏ sân Mỹ Đình sẽ lung linh như thế nào. Đây là khu vực không gỗ mà chắc chắn là trận đấu tới Văn Hoàng, Nguyên Mạnh hoặc là Tấn Trường sẽ đứng đây để chấn giữ khung thành của đội tuyển Việt Nam. Ngoài hàng ghế mặt cỏ thì trên những mái vòm của sân Mỹ Đình cũng đã được sơn lại, sửa lại để làm sao cho trận đấu ngày 1 Tết sắp tới thật là khang trang. Đó. Đây là khu vực bảng đèn LED. Nó đang được test và một lát nữa thôi sẽ bật tín hiệu lên để thử.
Vừa nãy là bên trong sân, còn bên ngoài này sẽ là khu vực dành cho các phóng viên. Các phóng viên ảnh với lại truyền hình sẽ được phân thành những vị trí ngồi theo một dãy hàng bên ngoài đường biết thì các bạn đã thấy. À, tất cả anh em đều phải có số thứ tự. Mình cũng thế mà, mình cũng có số thứ tự và không được phép di chuyển ra khỏi số thứ tự đó. Nói chung là mùa dịch này tác nghiệp thì khá là khó khăn, nhưng mà đấy là điều chúng ta chấp nhận thôi. Đây chúng ta cùng nhìn lại toàn cảnh sân Mỹ Đình một lần nữa nhá. Ở trận lượt đi trên sân Trung Lập thì chúng ta thi đấu không có khán giả cổ vũ. Và trận đấu đó thì đội tuyển Việt Nam để thua đáng tiếc trước người Trung Quốc với tỷ số 2-3. Tuy nhiên trận đấu tới thì hy vọng là trong một ngày ý nghĩa đặc biệt như vậy, ngày mở đầu năm mới 2022, những cổ động viên Việt Nam vào sân sẽ tiếp thêm sức mạnh để giúp cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành được kết quả tốt cũng như có được điểm số đầu tiên tại chiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vòng loại thứ 3. Ok, vừa rồi là một số hình ảnh về các khu ghế ngồi này, mặt cỏ và quang cảnh bên châu Sơn Đình mà các bạn đã được chứng kiến. Mặc dù là bọn mình chưa thể vào phòng chức năng được vì điều này thì không nằm trong thẩm quyền. Tuy nhiên mình nghĩ là những hình ảnh vừa rồi cũng đủ để làm các bạn hài lòng và cảm thấy một chút gì đó phấn chấn trước thời điểm diễn ra trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022. Và hy vọng là đến ngày đó chúng ta sẽ có được một trận đấu tốt và chúng ta sẽ được chứng kiến một trận cầu hay của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Và nói nôm na đơn giản là chúng ta sẽ được ăn thịt kho tàu một cách ngon miệng. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip Hậu Trường Bóng Đá. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.